Ngày hôm qua thì mấy cậu mới vừa đổ cây đà, rồi sáng nay Khánh tới thì thấy mấy cậu mới vừa dỡ dỡ dán ra. Để con chạy về. Thôi, để con chạy về ấy còn sao rồi, bằng buổi chiều vậy thôi à, để con chạy về. Cũng khỏe khỏe không mà cứ gán bệnh hoài, để nghỉ về nấu cháo lọc tép nấu ha. Có sao anh, đừng đừng giấu nha. Tiếng nó mới điện con nè, rồi con nói sao mẹ bỏ máy ở nhà, quy bắt máy, nó nói con Út điện, rồi Út đang đưa mẹ về á. Mà giờ mẹ khỏe chưa? Vậy đây ai làm? Cho hậu cái thằng. Ăn trúng thực gì sáng ăn gì? Sáng bà chưa ăn gì đâu á, bức mà quấn quá nó cũng lì rồi. Trời kìa, ăn sao kìa, bị sao kìa, trời ơi, quýnh nó không, quýnh nó đã quýnh cây thiệt mạnh, không đau nỗi lần là nó không đau á. Vậy tao không bức nữa, quýnh không đau tao không bức nữa mà sợ đang tiếng một sợ à. Mình có mà vũ lực quá, nếu mà cái đứa mà mình lấy được đừng có dùng vũ lực. Chú thứ mấy vậy chú? Thứ năm. Thứ năm ở gần đây không? Ở chung với Thành Phong nè, ở gần cái mặt không. Thành An hả chú? À, tên Thành Bình. Ấp ấp mấy chú? Tân Long một. Tân Long. Tân Long một là ở dưới mấy sông rồi đó. Tân Bình Giang đúng không? Dạ. Cái vàng bên này không? Gần Thanh Tân á. Dạ hả? Gần chợ Việt Liệu á. Dạ. Ở gần Hoàng Tân đó. Hả hả hả. Hồi nãy giờ mấy chú ơi chở gặp tới thì mấy anh với mấy cậu xây lên, xây nền lên. Cậu ơi, mình ăn gian cái vách tường mình làm nhà vậy thì sau này nó có làm sao không? Không, mình đứt cái cây cột mình mà. Cây cột nghiêng thì nó cột không nghiêng. Sao không? Dạ. Không không đứt cây cột đó. Dạ. Sáng nay Khánh mới vừa lên thì Khánh thấy là mấy cậu á xây thùng rồi, xây thùng lên. Bữa nay mình đổ đà hả? Ừ.
kêu ghe cát chưa Út? Rồi. Nó nói mày có không? Có, nó bơm ta làm đúng máy mà nặng 16 triệu vì lý do có con ghe mộc. Bơm ta làm đúng máy phải không? À. Mình nếu con ghe kêu cũng cực, ghe móng cực cũng bơm 6 triệu luôn vậy. Nữa ha, nếu có bơm nhiều thì được, bơm nhiều thì nó bớt lại. Thằng này á. À. Chắc này cái ốc mặt mới luôn. Dạ. Bên này cái ốc. Cái này mình kêu bằng cái gì vậy? Sau khi mà xây một lớp gạch lên rồi thì bây giờ mới cậu đổ một cái đà mỏng ở trên. Cái này chuẩn bị đổ. Còn bên kia thì cậu đang đang bắt sắt chuẩn bị đổ luôn. Ủa cái cua bữa kia đâu rồi? Đó này nè. Cô bự như này mà nhỏ hơn này nè. Con cái à? Cô Út thì sửa ra thì tôi lấy cái ống tiếp rồi để đầu bẻ lại cái gì? Út đào nhà tắm. Út đào cái hố cái kêu bằng cái gì hố xí hả cả Út? Hố xí. Tặng ngày Út xây gạch. Bữa nay thì Út nói là bữa nay đào rồi xây gạch lên luôn. Rồi ngày mai bắt đầu ghe cát vô người ta bơm nền lên. Giờ Út nói là giờ mình đào trước khi cát bơm vậy thì khỏe được một khúc. Mình đào sâu bao nhiêu vậy Út? Mệt mấy quá. Mấy dưới đất này mà hơi tên luôn, hơi tên tới đây luôn. Ừ. Sâu mấy chửi. Cái thú này là nó thai, chỉ cắn đá rồi cái từ đây lên đây, sáu bảy tấc. Thế nhỉ. Mấy tấm này là mấy tấm giống dừa. Cho nó phủ đầu kia. Lại đắng rồi canh này vừa chưa? Đó luôn. Thôi. Ở trên thành phố thì người ta làm gì rồi người ta lấy dáng gì cậu? Hả? Ở trên thành phố có mấy nhà cao tầng á. Xì dính đỏ. Ghép. Khánh làm bên đây là phần của Khánh nè. À. Bên đây là làm tiệm cho tiền. Tiệm cho tiền ở dưới. Ở tên thì có phòng ở tên, hai phòng ở tên. Để tối lên tảnh ngủ. Còn buổi sáng thì ở dưới này làm gì làm. Lùn sắt đặng đổ dĩ trên. Lùn sắt vô đặng đổ dĩ. Người ta nói là đây có người có móc.
chỗ đó coi. Cái lỗ Út đào hầm cầu được như đây à? Mấy lớp len nữa Út? Giờ đào rồi chừng nào xây Út? Chừng nó xây. Cái cục này là cái móng bữa hổm đổ bê tông lên cho nên là nó có cái hình ẹo ẹo vậy nè, chứ không phải là nó có móng cọc hả, chứ ngoài nó có cái hình chữ nhật kì. Chiều nay giờ này cũng 3 giờ rồi, Khánh mới vừa đi xuống tới thì Khánh thấy là đà thì cái cậu đổ xong xuôi hết rồi. Hơi hồ. Ôi động không? Đứng lên đấy, đứng lên là đi luôn đấy. Mày cứ có mẹ sập nè, mày cái mẹ ai mà lo. Đây là có một cái cột. Nhiêu đây đủ bự không cậu? Bự rộng á. Dạ. Có một hầm mà rộng. Bữa nằm bên đó luôn không? Bữa nào không hỏi cho em bữa. Cửa hả? Tông đồ ăn lên rồi. Cái cửa hả? Cái cửa nhà tắm hả cậu? Nói đúng rồi chứ đây đâu rõ luôn hả? Vậy hả? Bên đây là không phải phải không? Chỉ chắc bên đây. Cái cửa ngoài ta nhìn như thế. Hả? Mình nói này lớp nữa. Này mình đổi ra đây rồi mà lỗ đồ gác á. Ở cái cây hả? Nó còn dùng thuốc dưới không? Cái cửa nhà tắm quay về hướng cầu thang đúng không cậu? Gạch nữa chứ gì hả Dương Anh? Về đủ không ta? Đủ mà. Cái lỗ này chưa tắm hả? Đổ bê tông vô bích hết gì? Đổ bê tông này nè, chảy vô đây bích hết rồi. Đổ cây cột á hả? Cái nó chảy vô hả? Thôi vậy nó chắc.
hàng gạch mà mình chừa cái lỗ thông qua nó có thấm nước vô trong đất không anh? Tô lại. Tô lại luôn hả? Ừ. Tô lại nữa chứ không vậy đâu. Vậy là mình không có cho nó thấm vô đất phải không? Nó chỉ cho tan ra thành nước thôi. Còn cái kiểu hồi xưa là thấm vô đất không chú? Giờ câu hết y như cái thùng nước vậy thôi. Từ ở dưới đó đi lên khoảng 1.5 phút không anh? Hơn à? Hơn 1.5 phút. Ấm bao hả cậu? Ừ, có nghe nó lo. Cái cây đà này thì hồi sáng đổ mà giờ còn mềm mềm. Cậu mới đục ra đặng lòi cái sắt ra đặng mình bắt sắt mình làm dĩ hả? Bắt sắt làm dĩ. Nói qua nói lại luôn. Tại vì có gác cho nên là làm cho nó chắc chắn luôn. Cho nó ra dũng cái này hả? Ừ, mới đem ống tới.